Rồi em lại xuất hiện tiếp tục đây anh em ơi. Thì sới ngày hôm nay thì em có lên cho anh em ít máy anh em tham khảo ha. Thì nay thì cũng lên máy lớn của anh em, máy con máy cắt cắt gỗ và một con cắt sắt, một con cưa trượt này đổi nhắm tăng mấy cái thùng này đó, và khoét từ rồi đây đó. Mấy cái con motor này quay cuối cùng anh em nha. Rồi mấy con motor này thì một lát em sẽ giới thiệu sau, tại vì nó có cái điện 220 pha gì đó, coi như tùm lum hết điện hết anh em ha. Lát giới thiệu sau. Thì cái này ô tô kia bị kẹt anh em nha. Anh em giờ vệ sinh lại em mới lôi ra luôn á, nó như con trâu đất á. Rồi toàn bộ như đây là xài điện 100V. Thì cái nào anh em lưu ý kỹ nha, cái nào em gắm điện vô em test là nó là xài điện 100V đó. Toàn bộ luôn là em gắm điện vô em test là xài điện 100V. Và tất cả là hàng bên em là đều bao ship anh em nha. Toàn bộ luôn là em bao ship. Và có con em bán sát, con nào em quay trên video chạy là nó chạy, con nào chết là nó chết anh em nha. Thì coi như là em bán sát là nó chết. Còn con nào gắm điện vô chạy là sao là về đến nhà cho anh em đi dạy luôn. Thì em không có bao gì đâu anh em nha. Đó, con nào dọn là em sẽ kêu dọn. Thì cái này là toàn bộ là em bao ship em, ví dụ như con này 550 thì về đến nhà cho anh em cũng chỉ là 550k và không có thêm một chi phí phát sinh nào nữa. Đó, một chút xíu khi em ghi cái mã số ở phía trước, anh em nhìn kỹ cái mã số sau đó gọi trực tiếp vào cho em, rồi nhân viên sẽ chốt theo mã số nha. Chốt xong thì anh em cọc trước cho em một đơn hàng 200k trở lên, tùy theo con máy nặng nhẹ anh em ơi, giá trị cao thấp nữa anh em ơi. Đó, rồi còn lại thì khi mà nhận hàng anh em khui thùng ra kiểm tra đúng cái hàng của mình thì anh em thanh toán sau cái phần còn lại, thế là xong thôi. Và đặc biệt là anh em vui lòng khui thùng ra kiểm tra giùm em ha. Tại vì nhiều khi đi trên đường vận chuyển đi nó bị vỡ vỡ gì đó thì anh em điện lại cho em để em cho hàng về, rồi bên bưu cục có điện nó họ sẽ đền cho em. Đấy, chứ còn nếu mà anh em mà nhận hàng xong mà kêu bị vỡ thì em không chịu trách nhiệm đâu anh em nhá. Anh em lưu ý kỹ giùm em phần này nha. Rồi cái này thì coi như là đầu tiên em sẽ quay con này điện 110. Bao nhiêu chị ơi? Chặt quá rồi nè. Thôi con này bao nhiêu? 261. Rồi con này 550k, hàng của Hitachi. Con này xài lưỡi răng thưa anh em nha, không phải răng hợp kim. Rồi bóp em. Kẹt công tắc rồi anh em nha, con này kẹt công tắc rồi. Giờ ghim điện vô cái nó chạy luôn á. Rồi, nó kẹt công tắc anh em nha, được con cái là nó chạy êm thôi. Chạy ngon lành á. Kẹt công tắc mất cái miếng bảo vệ, còn máy chạy ok nha. Nó bị kẹt công tắc rồi, lấy dép. Rồi con này nó xài lưỡi nhiêu em, con này nó xài lưỡi 36 136 lưỡi 306 sao ạ, nó không phải lưỡi 382 đâu anh em nha. Thì con này nó là giá của nó là 550k và bao ship anh em nha, 261 550 bao ship luôn. Rồi tiếp tục con này 262. Nó cũng là 550 luôn, nhưng mà con này hàng của Makita, cũng răng thưa luôn, không phải răng hợp kim, và nó cũng là mất miếng bảo vệ luôn em nha. Mất miếng cắt tê rồi. Con này nó mất miếng cắt tê thì cái con này nó là xài lưỡi 300 cũng 336 luôn. Đây lưỡi 336 nè. Rồi cái tiếp tục cái con này thì nó cũng là 550 luôn em ạ. Rồi cái này thì nó là mã 262 550k, mất miếng cắt tê luôn em. Hai cái con này không có con nào có miếng cắt tê hết. Đấy, rồi 262 550k luôn. Rồi tiếp tục con này 263 là một con cắt sắt Shinawa. Shinawa đúng không em? Rồi 263 đúng rồi con này. Không phải hàng SDK sao? Được, từ từ. Cái này thì nó bị gãy một miếng ở đây anh em nè. Đây nó bị gãy miếng nhôm ở đây. Đấy, nó không quan trọng. Nhưng mà coi như nhìn nó xấu thôi. Đới bằng nhôm rồi, không cần đâu em. Đới bằng nhôm thì nó ok anh em nha. Khi nó bởi là nó bởi luôn á, chứ nó không phải như sắt là nó mớp. Con này hàng của không phải gì xin đã qua SDK gì anh em nha. Điện 100V. Đó, 15A đá 355. Rồi con này anh em giờ chỉ cần vệ sinh phát là xài thôi anh em nha. Chỉ cần vệ sinh và dầu mỡ bạc đạn. 263 800k bao ship luôn anh em nha. Đó. Vệ sinh dầu mỡ bạc đạn vô 263 800. Rồi. Rồi con này 264 để im luôn nha. Rồi con này thì đây mới cũng 264.
nó như con trâu đất luôn em ơi. Anh em về tự vệ sinh lại làm lại giúp em nha. Đó, cái tì nó hơi bạc nhược anh em nè. Thang mấy đứa nhân viên nó không có, nó bị lỏng thang, nó lấy con keo quấn lại luôn rồi. Anh em về tự dọn luôn nha. Đấy. Đó, chạy ngon lành luôn em. Nhưng mà con này thì nói chung là vệ sinh nè, tất cả chất phần vệ sinh lại tất cả luôn á. Đó là một con cưa chuột lưỡi 216, đới thì không gãy nhưng mà vệ sinh chức năng thôi. Đấy, máy chức năng cưa chuột xéo xoay. Đấy, con này lưỡi 216 này, lưỡi nó cũng là lưỡi hợp kim này nha, lưỡi nó cũng xài tạm ổn luôn. Đó, lưỡi hợp kim rồi. Con này lưỡi 216, hàng của Hitachi. Con này nó là Hitachi Sơi 8FB gì đây, 1050W. Đó, rồi ok luôn. Mã 264, 1.700.000 bao ship anh em nha. Rồi tiếp tục con này 265, một con đội như mới luôn em. 265, con này thiếu mỗi cái thùng thôi. Đó, nó đội được 2 tấn hay sao á. Đấy, đội lên em. Quẳng lên anh em nha. Đó. Đó, mới tinh luôn. Đây. Rồi 265. Cái cục này anh em giờ nhà mà kiếm thùng bỏ vô nữa cho đụng đồng bộ. Rồi 265 1 triệu luôn em, bao ship anh em nha. Dạ. Rồi. Dành cứng lại. Đưa là không cần nữa đâu, nó mới tinh đó mà. Đó, lên nè anh em, một cái, hai cái nè, ba cái nè, bốn cái nè, năm cái nè, sáu cái. Rồi ok. Rồi 265 1 triệu anh em ơi, bao ship anh em nha. Rồi tiếp tục con này, đợi luôn nè. 266. Rồi 266. Con này 1.300.000 boss. Nhám tanh boss anh em nha. Đây. Cái này thì nó còn ok nè, chỉ có cái miếng nhám này là xấu thôi. Cái miếng này là xấu thôi, anh em dặn ra thay được anh em ơi. Đó, cái miếng này thì ok nè. Đây, tập lại quay lại. Dây điện nối anh em nha. Thì con này boss khổ nhám của nó là 1200W. Thằng này hàng của Mỹ luôn anh em nha, made in USA đây. Hàng boss của Mỹ. Rồi, rồi con này thì anh em về vệ sinh lạm phát là bỏ nhám vô xài anh em nha. Dây điện nối nhưng mà nối dây dài anh em nha. Thì boss này boss Mỹ này, không phải boss Đức đâu. Đó. Nó là cổ nhám 100 × 620. Đây. 100 × 620. Rồi, 266 1.3. Rồi 267. Con này 600.000 luôn. Thì con này boss một con của Mỹ, còn con này của Đài Loan anh em. Boss này à quên, cái này SBC chứ không phải là boss. Đó, hàng Đài Loan anh em nha. Đây nè, nó còn ok luôn. Có túi hút bụi đàng hoàng luôn. À, đưa cái tem anh, hàng của Simco. Rồi con này khổ nhám của nó là hình như khổ nhám 75 anh em nha. Con này khổ nhám là 75 là 650W. Hàng Simco, khổ nhám này. Đâu, 57 đó. Từ từ. Khổ nhám của nó 76. À. Rồi con này thì anh em giờ nhà bỏ nhám vô xài anh em nha, vệ sinh sơ qua thôi. Rồi con Sinco này mã 267, giá của nó là 600k luôn. Rồi test cửa bàn em. Rồi con này 268, 550 luôn. Rồi một cái bàn, cái chân nó hơi méo nè anh em. Đó, cái chân nó hơi méo anh em nha, nó đây dằn ốc nè. Anh em giờ nhà chỉnh lại nè. Rồi con này là lưỡi 160 Hitachi. Nằm xuống em, nằm xuống. Nằm giờ. Đó. Rồi ok, cắm điện em, test cho. Chạy ok luôn em ơi. Nói chung là con này bằng mini. Thì nó giá của nó là 550k, bao ship anh em nha. Máy chạy ok luôn, có dây điện hơi xấu à. Dây điện hơi xấu nha. Rồi 268 550k luôn. Rồi con này 269. Con đục này ok luôn em nha. Đấy. 269 900k. Nó là của Ryobi, một máy một mũi và một thùng. Đây, mũi của nó có hộp đàng hoàng nhưng mà nó mất cái đầu rồi. Nắp rồi. Đấy, Ryobi đục 17 ly. Đục im ru luôn em.
test lưỡi, test lưỡi, test lưỡi, test lưỡi. Không nẹt anh em nha. Nói chung là con này giờ lau chùi sơ qua phát là xài thôi. Ryobi đục 17 ly. Coi công suất nè. Nó là 1050W. Ryobi CH462. Rồi ok. Ryobi CH462. Đợi dễ luôn em, lát đóng thùng sau em. 269 900. Ship ơi. Dạ. Đây nè. Từ từ. Tân ơi, em rinh nó nặng 260 mấy đêm. 270. Rồi. Shipper. Rồi 270. Thì con đây là một con boss, nó là có cái đế chân đây anh em. Em chưa ráp luôn nha. Đây. Một cái đế chân và một cái boss 550W, lấy ra em. Lấy ra. Hàng dead and dead luôn. Một cái đế chân, một cái tay quay, nói chung là nó có một cái đế chân chân này để gài con máy vô anh em nha. Đấy. Thì con này là boss, này là boss của Switzerland thì sĩ. Hình thức nó còn ok nha. Thì đây là con không búa. Không búa thôi. Đó, nó có một cái chân. Bắt đi. Hai cái nào búa cũng được rồi. Búa cũng được mà. Đó, bật số 2 thôi em. Rồi được rồi, bật số 1. Đó số 1, số 2 chứ không phải là búa đâu. Đó là số 1, số 2 thôi anh em nha, không phải là búa đâu. Không bình thường thôi, tại nó có cái đế chân này để y như là kiểu không bàn gặp lên gặp xuống anh em. Đấy là boss nó 550. Rồi cái này thì đó rin, tay nắm cũng rin luôn anh em nha. Đó, nó nguyên một combo của nó là trong thùng này, cái thùng rất là đẹp anh em nha. Rồi, 1 triệu. Mấy? Triệu mấy? Bỏ vô vậy thôi. Rồi 270, 1.100.000 cho em nó luôn. Rồi đưa qua cho em. Rồi con này con bu lông 271, con này bu lông 3/4. Đấy, đẹp đẹp luôn nè. Đấy, ok không? Không có đầu thôi. 3/4 nha, Hitachi. Thôi. Lỏng hàng anh em nha. Đó. Rồi. Lấy tay đè vô phát là nó sẽ không nẹt lưỡi nè, thả tay ra. Đó. Bóp đi, bóp đi, em cứ bóp đi. Rồi thả ra. Lấy vít dặn luôn đi em ơi. Nó bị lỏng mà. Này là thiếu miếng sắt trắng ở đây. À nó thiếu miếng sắt trắng ở đây nè, đó. Anh em thấy anh em về dọn lại khúc này cho em nha. Nhấn vô cái là nó chạy ok à. Đó, đó là coi như là nó bị lỏng hàng anh em. Đó. À, anh kiếm cái đầu, cái đầu ấy không có đâu, đầu đầu tia sứ không có đâu anh. 3/4. Đó, con này không rơ không lắc anh em nha. Rồi Hitachi bao nhiêu watt em coi. Rồi cái này là 1140W. Rồi ok. 271, 1.100.000 luôn. Rồi 272 700. Thì có con này nó rất là ok nha, rất đẹp. Đấy, hình thiêu ti TE15. Thì cả thùng luôn. Đấy, đục hai chức năng. Con bú và con thường. Có điều tóc em bóp nhẹ nhẹ thôi. Bóp nhẹ nhẹ cho ra điều tóc. Có điều tóc là đều đó nha. Không có điều tóc anh em nha. Đó. Con này là bú. Đó, con thường và đây hai chức năng anh em nha. Đấy. Giọng xuống dưới em, giọng xuống dưới thôi. Đó là có mũi nó mới đục này. À có mũi nó đục rồi. Rồi đây không có mũi anh em nha. Đấy. Anh em về tự test giùm em nha. Đấy, em bao sóng thôi anh em nha. Rồi. Một con này Hitachi TE15. Nó 650W. Hình thức nó còn đẹp thôi. Đấy. Tay nắm còn đầy đủ một cái thùng, thùng nó cũng không bị bở gì luôn. Rồi. Hitachi TE15 rồi 272 700 luôn. 700 thùng này anh em nha, 212 700. 272. Rồi con này 273. Rồi 800k luôn. Thì con này là một con cửa lỏng hàng của Evandu. Nhìn nó nước sơn còn ok anh em nha. Cắm điện em. Rồi. Quay màn hình. Máy hoạt động ok luôn đấy.
dây điện em đấu anh em nha, em đấu dây điện nha. Hàng Evandu. Made in China, hàng Trung Quốc anh em nha, chứ không phải là hàng Made in Japan đâu anh em nha. Hàng nhiều anh em kia mua hàng Nhật giờ sao có chữ Made in China. Đấy, điện 100V là hàng Nhật hết anh em nha. Chỉ còn điện 100V là được. Đấy. Rồi con này nó là 110W luôn, hàng Evandu. Rồi ok, con này nó là mã 273 800k, ngoại hình còn mới này nha. Rồi con này 274. Rồi con này là một con máy tiện anh em ơi. Con còn con dao ngay đây, cái mũi ở đây. Đây là cái quay tẩu quay lui. Còn dưới là đẩy tao đẩy lui. Dưới sao đẩy được không? Cầm máy đây là nó chạy. À. Cầm máy cắm thử coi. Chạy đâu? Nó đang bị cà đây, nó đang cà đây nè. Dặn cái kia ra, dặn cái kia ra. Ủa? Rồi xài thì sao? Cái này có cái lúc giá cửa mũi ra là được. À. Thôi được rồi. Nói chung cái là máy. Cái máy này nó thiếu một cái dây con loa này thôi. Đâu? À. Cái dây con loa chỗ này nữa. Đây, là nó thiếu. Nó chạy dài. Thiếu một cái dây con loa để chạy ra chạy vô anh em nha. Đấy. Giờ mới chạy vô thôi. Giờ là đó. Thiếu dây con loa nè. Máy có thể còn chạy anh em nha. Thì con này là con máy tiện. Đấy rồi 274 2.800k bao ship bao sóng anh em nha. Anh em dịch thì thay thêm dây con của nó nha. Đó, cái dây con loa đây. Rồi. 274 2.800 luôn. Từ từ quay lại cái em, bên kia chưa nhìn mà. Đó, hàng của Toyo ML1 Saiki Made in Japan anh em nha. Đó. Đây là máy tiện nhỏ mini bỏ bàn thôi anh em. Rồi. 2.800 mã 274. Đúng không em? Rồi con này 275. 3 triệu. Rồi làm sao cho máy nó chạy? Con này chỉ riêng điện thôi. Máy chạy là mình phải tháo dây này là riêng là máy thì vẫn sống thôi. Máy thì sống anh em nha. Con này máy thì sống. Thì cái con này nó là điện 200V. Đây 200V. Đó. Em đang gắn điện 110 á. Bo mạch là nó đang xài bo điện tử ấy. Con này xài mạch bo mạch điện tử. Cái gì nữa? Anh em nào bên điện tử thì biết sửa thì thấy con này. Anh em nào bên điện tử biết sửa thì lấy con này anh em nha. Đó. Rồi con này là hàng của Acha Asoi điện 200 nè anh em ơi. Đấy, gắm điện thì lên điện thôi nhưng mà bo mạch điện tử cái relay nó không đóng anh em nha. Đó, còn máy thì coi như là chạy đó anh em. Máy thì chạy đó nhưng mà cái này thì để benzin không cắt máy. Rồi, anh em nào coi như là sao biết làm bo mạch điện tử này thì anh em lấy về làm anh em nha. Thì con này là con Acha, con này khác từ đó nha. Khác từ coi như FA50 nè. Đấy. Hàng Nitto chuẩn luôn anh em nha. Hình thức nó còn rất là ok luôn này anh em. Đấy. Rồi con này mã 275, giá của em nó là 3 triệu anh em nha. 275. Rồi đợi đó luôn em. Rồi con này 276 thì con này nó bị kêu bởi đạn anh em nha. 276, con này 2 triệu luôn. Thì con này nó bị bởi đạn nè. Gắm vô đi em. Con này xài lưỡi 260 LS1011 Makita LS1011 1380W. Đấy, nó kêu bật đạn anh em ạ, nó kêu đó. Thắng thiết còn ngon lành luôn, gắm làm quốc làm cái đấy em. Dây điện đấu nha. Rồi riêng cái motor thì nó không bị hết đó. Bình thường giá con này nó sẽ là 2.3 triệu một con, nhưng mà con này nó bị bởi coi như là bật đạn hay là nó kêu gì đó thì anh em về coi như là làm lại ha. Thì cái lưỡi nó cũng là răng thưa luôn. Răng hợp kim. Lưỡi răng hợp kim này nha, răng đẹp luôn á. Đấy, thì coi như là cái con này anh em về làm lại cái phần bạc đạn của nó. Vệ sinh lại hết cái phần xoay xéo luôn anh em nha. Xéo được. Xéo được, chuột được không? Dặn cái tôi chuột em. Chuột. Chuột đây nè, chuột đây nè, nút chuột đây nè. Nó dặn ra. Dặn ra. Mà chuột ra thử ra. Không ra cái chuột đó nó dở lắm, chuột 1 ti mà. Con này chuột 1 ti nha, kéo ra em. Đẩy thẳng ra. Rồi ok, đó. Ra xong ra rồi nhẹ nhàng luôn đó. Rồi anh em giờ vệ sinh lại cái phần xoay anh em nha, phần xéo thì cũng được đó, nhưng mà đã vệ sinh tháo ra chuột, tháo ra vệ sinh một thiếu tay nhựa về sau anh em nha. Cái này thiếu tay nhựa về sau em tháo ra làm phát một luôn cho nó nhanh, cho quên cho nó xài cho đơn giản luôn anh em ha. Đó rồi 276, con này 2 triệu bao ship anh em nha. Đợi đi. Rồi con này 277 nhưng dán giá quay sầu kìa.
277 con này đầu kẹp 13 ly. Đầu 13 không bầu tu chậm. Đấy, mới lồi vô không có vệ sinh gì đâu anh em nha. 277. Rồi, bấm đi em. Bấm trước nó chạy sau nó lên giá được. Rồi ok. 5 sĩ anh em nha. Chạy ok luôn anh em ơi. Chỉ còn vệ sinh lại cái phần đầu lắc được không? Vệ sinh lại cái đầu anh em nha. Hình thức con này giờ vệ sinh nhẹ nhàng lắm. Một phát một là xịt rồi 7 lên phát là sạch sẽ rồi. Rồi con này 277 500k bao ship cho anh em ha. Và điện đây. Ok. Còn con cắt sắt bàn kia đâu em? Sắt bàn lại tô đi, còn motor từ mình làm phát xong. Rồi con này 270 8. Rồi con này 700k, con này là con nó xài lưỡi 205. Đó, đây, nó đợi 205 anh em. Đó. Xài lưỡi đá, lưỡi hợp kim như vậy đó anh em muốn bỏ cái nhìn anh em bỏ nha. Thì đây, lên xuống thì nó hơi nặng. Đấy. Thì cái đế chân ô tô kẹp còn đầy đủ. Hình thức ở trên thì con ok luôn anh em ạ. À. Đây, cái kia còn ok luôn à. Quay lại. Đó. Đây con này của Shindawa thì nó xài lưỡi 205. Bắt đi. Rồi chạy ok luôn nha. Con này anh em chỉ còn giờ vệ sinh là phát là xài thôi, dây điện ok luôn ra. Rồi 278 con này 700k luôn nha. Rồi con này 279 là một con bơm nước. Con này thì ok nè. Hàng của cô xin. 279. 550 luôn. Ra hơi thằng yếu hả? Cái này có nước được hút rồi. À. Cái nút này nút xả gió không? Không biết. Nói chung là em bao máy sóng anh em nha. Đấy. Còn anh em giờ bơm nước anh em ấy nha, phải em không có xài cho nên là em không có coi như là biết được cái nguyên lý của nó là ra như thế nào đâu anh em nha. Rồi 279 550k thì con này là con cô xin hàng Ma Đinh Gia Băng luôn anh em nha. Đấy, thì cái này nó bơm nước 550k bao ship nha. Rồi 279 550 luôn. Rồi con này là một con cốt tròn. 280. Một ô tô cốt tròn anh em nha. Đây anh em giờ tháo ra vệ sinh nó lại anh em nha, vệ sinh nó lại thì đây còn là em nó mới lôi trong bao ra luôn, không nó bị cứng anh em nha. Làm biến vệ sinh lắm anh em. Đây nè, hàng của gì đây, HNODE, nước sơn nó còn màu xanh anh em đó. Này cái kẹp bàn nặng 15kg đây. Rồi cái này đo kẹp bàn anh em nè, bằng cái viết em. Đo kẹp bàn 10 anh em nha. Đó, rồi từ trước ra sau này ra tới đây là nó là 36 năm 37 nè anh em, 37 nè. Từ đó qua đây chiều cao của nó thì nó là 19. Rồi ok. Rồi 280 1.400.000 bao ship anh em về tự dọn lại cho em nha. Cái này nó có cái ngàm nó đẹp lắm anh em nha. Đấy này, nước sơn này, cái ngàm của nó nè. Trong qua là con này là xài cốt tròn anh em nha, hàng xài cốt tròn á, không phải cốt vuông đâu. Rồi ok. Đây nè, nó tròn dịnh đây nè, cốt này nó tròn dịnh nè, lại dưới này còn gì nữa. Rồi ok, mã 280 triệu tư. Rồi con này 281, con này 900 anh em nha. 281 đây là con motor, đây motor này. Đây anh em chụp màn hình lại coi giúp em nha, mấy con motor này em không có rành đâu cho nên em không có đọc được đâu anh em nha. 696W. Rồi. Cái này nè, cái ống của nó đó. Chạy anh em nha, máy chạy lên hơn. Rồi ok, đo cái hồng nè, đo hồng đo chiều cao 50 hồng 50 chiều cao nè em, chiều cao nó là lên tới đây là 42 anh em nha, từ dưới lên tới từ dưới lên tới tay nhựa này là 42 rồi đó. Rồi ok, dây điện cũng ok luôn em nha. 821 900 hết con này chạy đúng không. Rồi 822 1 triệu. Đâu? 282. Xin dán lại đi. Dán trên em được nè. một triệu. Thì con này nó là điện 3 pha anh em nha. Con này điện 3 pha là em thu đây, em không có test được đâu nha. Chiều cao của nó là 50 nè. Rồi. Nằm cái ống của nó
ống bao to luôn, nặng lắm. Tổng thể nó nặng 22kg anh em nha. Rồi 1 triệu bao ship cho anh em nha. Nặng 22kg. Đấy, ở dưới chân nó hơi hở hở nè. Hở một miếng, lật em, lật em em. Lật qua. Đó. Giờ siết lại ốc. Giờ siết lại ốc anh em nha. Nó nặng 22kg. Hàng của Komatsuta. Một con bơm này. Rồi 22kg, mã 822. 282, 1 triệu. 282, 1 triệu. Đợi đó luôn em. Rồi, con này điện 3 pha luôn em. Đây, 4 cộng dây là 3 pha nha. Rồi đây, cái tem của nó đây. Rồi, 283, 350. Cái này nó bị mất cái nắp dưới rồi anh em ơi. Đó, bị mất cái nắp dưới nè. 283, cục này bán sát luôn. 350k bao ship anh em về tự dọn nha. Đây là cái tem của nó đây anh em ạ. Con này nó nhỏ lắm, cái thước đó em. Đo chiều cao của nó đi em. Con này chiều cao nó chỉ có 25, 26 thôi anh em nha. Rồi 283, 350 luôn. Rồi 284. Con này cũng điện 3 pha luôn. Đây. Z điện 200V 3 pha anh em nha. 4 vòng dây nè, 1, 2, 3, 4, 4 cộng. Nó điện 3 pha, đo cái này. 3 pha này không bao đâu anh em nha. Không gắn điện được. Này 8, này 42. Nhiêu? 42. Ông 42, rồi ông 42. Chiều cao của nó là 40, 38 nhá, 38. Này, bơm chìm á, đây nè. Có hai ống, hai cái bơm. Rồi 284, 700k bao ship anh em nha. Rồi con cuối cùng. 285, 1 triệu luôn. Rồi con bơm này là con bơm nó xài bao mạch điện tử. Này gắm điện nè, nó lên điện nè, mày không thấy công tắc nằm đâu luôn. Đây, nó lên nút đỏ đây anh em. Nhưng mà không thấy công tắc nằm đâu luôn, để cho nó chạy luôn. Đó. Rồi được rồi, rút điện nha. Cái này cái gì đây? Đây. Đó, có đầu quanh anh em. Đầu quanh. Rồi 285 cục này. Đó, 1 triệu anh em dần nghiên cứu luôn nha. Đó, em chịu thua, nó điện 100V á. Nhưng mà không thấy nó công tắc nằm đâu, gắm điện nó lên xài bao mạch điện tử. Thì cái nào mình không biết thì mình bán sát luôn anh em nha, không có đụng chạm đâu rồi anh em nha. Đụng chạm vô gì lỡ nó hư nữa mà công anh em giờ nhờ, nó lại khó càng thêm khó. Đó, rồi ok, mã cuối cùng 285, 1 triệu. Rồi kết thúc chương trình sáng tới ngày hôm nay. Rồi em xin kết thúc video đây. Hẹn gặp lại anh em vào video tối nay nha.